Facebook giùm Ái Ngọc nha mọi người ơi. Nào nhanh tay chia sẻ like giùm em 30 xe nữa thôi. 200 rẻ quá, ít không phải là 200. Cả nhà ơi, mọi người chia sẻ like qua Facebook giùm Ái Ngọc cho mọi người. Không có, cái Facebook này là cái Facebook mới của em. Và cái Facebook cũ của em nó gần 40.000 được follow. Bà nội mẹ mấy con đĩ nào, không biết con quỷ cái nào là idol hay là gì á. Nó báo cáo giả mạo danh tính nên em bị sập luôn. Tới giờ em lấy không được. Em nhờ hoài mà không lấy được luôn. Bây giờ em phải đi ad làm Facebook mới. Mọi người ơi, mọi người kết bạn với em đi mọi người. Mọi người chia sẻ like giùm em nha, 1k7 anh em ơi, mọi người chia sẻ like giùm Ái Ngọc đi. Ái Ngọc còn 20 xe nữa thôi, mọi người share like giùm em nha. Đây anh lấy giùm cho. Thôi, không tin đâu. Mọi người ơi, mọi người share like đi. Nè em hay tập bụng vậy nè. Nào cả nhà ơi, cùng nhau chia sẻ like giúp Ái Ngọc qua làm nhiệm vụ đi mọi người. Mọi người share like qua Facebook giùm em nha. Còn 20 xe nữa cả nhà ơi. Anh Sào. Anh Sào ơi, anh Sào của Ái Ngọc ơi, em mến anh Sầu quá à. Anh Sầu cho em hai khùng đi anh Sầu. Tụi mẹ mày tao khùng tao mới có tiền. Tụi mẹ mày tỉnh quá mày đi làm idol mày đi dạo bigo mày nói tào lao cho đi. Rồi hay nãy giờ sao không không xóa cái chữ ông nội bà đi, cái ông cái bà luôn. Cũng cảm ơn nó, cũng cảm ơn nó lên. Cả nhà ơi, mọi người chia sẻ like qua Facebook giùm em đi mọi người. Còn 20 xe cuối cùng nữa thôi, 1k9 anh em, mọi người chia sẻ like giùm em nha. 20 xe nữa thôi, còn 19 xe nữa cả nhà ơi. Còn 19 chia sẻ nữa, mọi người giúp em một lượt xe đi cả nhà. Cảm ơn anh. Đàn bà là những niềm đau. Vì chết đàn ông nó sung sướng dữ lắm. Đàn ông không đem lại đổ khổ cho phụ nữ đâu. Chết đàn ông cũng đem lại đổ khổ cho phụ nữ thôi ha. Đàn ông là những hello anh cò. Đàn ông á là loại mà loại động vật mà biết đàn ông á là một loài. Đàn ông là chỉ mang lại nỗi khổ cho người phụ nữ thôi. Đúng không? Chăm bướm. Em phải nói là đàn ông là thứ động vật quý hiếm mà động vật mà hứa lỗi mà động vật biết làm khổ phụ nữ là động vật khi quý hiếm. Em mà ra luật pháp từ sau này mà thằng nào ha, bây giờ có luật pháp thằng nào mà làm con gái người ta có bầu, em bắt nó bỏ tù 20 năm. Má có... chơi được, sướng được, hưởng được mà nó không có trách nhiệm thì bà nội đẻ cha em cho nó 20 năm, để cho nó biết là mai mốt nó cột lại, mai mốt nó có gà nó bắn gà nó bắn gà đâu nó không được bắn gà có bầu. Mọi người chia sẻ like cho em mọi người. Cả nhà ơi, mọi người chia sẻ like cho em đi. 2k rồi. Không nha, luật pháp chả có nha. Đàn ông mà làm phụ nữ có bầu là sẽ ở tù, không cưới là ở tù. Còn 15 xe nữa thôi. Còn 15 chia sẻ nữa. Mọi người chia sẻ like qua Facebook giùm Ái Ngọc đi mọi người.
Nhanh đi em tập yoga cho mọi người xem. Còn 12 xe nữa. có lực mà. Bây giờ đàn ông mà làm con gái có bầu là không cưới là ở tù á 7 năm. Em điên hả? Thôi. Anh đi đâu nhỏ? Anh nói lại với em tí xíu đi. Anh ở đây với em đi. Anh đừng bỏ em đi. Anh đi em cũng tắt like luôn á. Anh nói lại với em 3 phút nữa đi. Anh nói lại với em 3 phút nữa đi rồi em tắt like luôn. Để em đủ xe rồi anh hả đi. Nha. Đủ rồi, ông đi luôn rồi. Cả nhà ơi, mọi người share like giùm em đi mọi người. 2k mốt và mọi người chia sẻ like cho em đi. Còn 10 xe nữa thôi. Mọi người share like cho em 10 xe nữa đi. Đây. Mọi người thấy con gái mà tập được cái mông như vậy là nó là đúng đẹp rồi đó. Còn 5 xe cuối cùng nữa cả nhà ơi. 5 xe. 5 chia sẻ nữa. Mọi người chia sẻ like đi mọi người. 5 xe nữa thôi. Mọi người giúp em chia sẻ like đi mọi người. 5 chia sẻ nữa thôi. Năm xe nữa. Còn 5 xe nữa, mọi người giúp em 5 xe nữa đi. Này em ông to nè thấy không? 5 xe nữa, mọi người share like cho em đi. 5 chia sẻ nữa thôi. Mọi người giúp em đi, 2k3. Còn 2 xe nữa. Còn 2 chia sẻ nữa cả nhà ơi. 2 xe nữa. Sorry em. Mông này dễ đẻ. Còn 2 chia sẻ cuối cùng nữa. Nhanh tay chia sẻ like nào mọi người ơi. Rồi em cho mọi người xem dáng nha. 2 xe nữa thôi. Mọi người nhắc mấy dấu mũi tên cho mọi người chia sẻ lên Facebook giùm em đi mọi người. Hai xe cuối cùng nữa cả nhà ơi. Mọi người nhắn chia sẻ like giùm em đi mọi người. Cái dấu mũi tên đó mọi người share like giùm em nha. 2 xe nữa thôi. Đâu em đủ xe chưa để em... 1 xe nữa. 1 xe cuối cùng. Rồi ok. Xem 1 xe nữa không. Rồi xong rồi bây giờ mọi người. Em sẽ phê dán cho mọi người trong vòng 5 phút. Trong vòng 4 phút là em sẽ apply. Ok. Rồi đây. Theo gì được cho mọi người.
Thank you anh. Anh học nô đen. Hai ca gửi rồi. Mọi người follow em nha. Ai cứ tạm phút trên mười. Hello, I'm seven. Mọi người muốn xem em nhảy không thì mọi người follow em đi. Mọi người follow em nha. Tối nay tối nay thì em không có nhảy. Nhưng mà có thể là 4 giờ sáng, 3 đến 4 giờ sáng là em dậy. Bây giờ là em đi ngủ. Em ngủ cho tới 2, 3 giờ sáng em dậy em like. Bây giờ em ngủ đây. Buồn ngủ dữ lắm. Chị anh follow là anh cấm cái dấu cộng theo dõi like anh. Anh chỉ cần bấm dấu cộng theo dõi like góc màn hình của em, là chỗ màn hình của em á, anh nhắn qua anh follow được rồi. Em ngủ giờ này là em thức tới 2-3 giờ sáng em thức dậy em like á. Thank you. Là 3-4 giờ sáng em like. Em có bầu hả? Mày bị điên hả? Tao có bầu. Cái bụng con ta như vậy nè mà có bầu. Bầu ở đâu? Má. Bụng ta nhỏ vậy em ta, vậy là ta có bầu. Thằng mất dạy. Thằng mất dạy. Thằng mất dạy. Trời nó thật không bỏ. Thằng mất vợ nó nói em có bầu. Thằng mất vợ nó nói em có bầu kìa. Động vật quý hiếm vô rồi mọi người. Mọi người lên phím 1 cho em chào động vật quý hiếm đi mọi người. Mọi người ơi, mọi người cho xin xím phím 1 đi mọi người. Chào động vật quý hiếm nha mọi người. Cả nhà ơi, mọi người cho em xin số 1 đi mọi người. Chào động vật quý hiếm và gồm. Cả nhà ơi, mọi người cho em xin phím 1 đi. Mọi người ơi, mọi người cho em xin phím 1 nha. Chào động vật quý hiếm với vào gồm. Em cảm ơn mọi người. Xin chào đồng bằng quý hiếm. Em đói bụng. Anh phải kêu ông là động vật quý hiếm. Anh phải kêu ông ba bằng động vật quý hiếm. Bởi vì em biết xin mọi người lên phím 1 để chào ông động vật quý hiếm đó. Để em tạo dáng ha. Hey, được, có mọi người chụp hình kéo màn hình qua. Mọi người kéo màn hình qua, mọi người gửi Facebook cho em đi. Mọi người kéo màn hình ra, đừng có thấy chữ. Đừng có thấy chữ lên mọi người. Mọi người gửi Facebook cho em nha. Kéo 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 qua.
Mọi người nhớ nhớ gửi Facebook cho em nha. Mọi người nhớ nhớ gửi 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 Facebook cho em nha. Còn bao nhiêu nữa mới đủ em? Em đủ xe hết rồi, em chỉ còn thiếu đậu lên 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 hai thùng thôi. Em cố gắng lên hai thùng rồi em đi ngủ. Em ngủ lòng khi bao cũng vậy em hết. Làm hình nền đúng không? Những cái loài động vật gì mà em cực kỳ ghét luôn. Anh Sầu ơi, anh sầu của em, anh Sầu của Ái Ngọc ơi. Em hôn trai mà em mắc cỡ vậy á. Sao ơi. Sao ơi là sao? Em biết trốn nợ rồi. Em biết trốn nợ rồi. Anh Đại. Em chào anh Đại nha. Hello anh Đại yêu dấu. Ở đây ai cũng yêu quý yêu dấu của em hết trơn. Chỉ còn trừ ra động vật quý hiếm của em là ông nội ba thôi. Động vật quý hiếm. Kêu ông động vật còn đỡ rồi kêu bằng thú. Cả nhà ơi, ông là động vật quý hiếm. Cởi áo ra làm gì anh? Sao nhìn em không rõ hả?